con bé. Quả đâu? Con giơ tay chỉ quả con này, chỉ quả. Ơ, chỉ quả. Tay kia. Chỉ tay đó. Nào đổi tay, con chỉ quả con ạ. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Chimmy Farm. Đây là phía vườn nho các bạn ạ. Đấy, vườn nho con này. Đấy, đang cho khách để trải nghiệm. Đâu bên này chín rồi đấy. Đấy, bắt đầu chín rồi. Nó chuyển sang màu đỏ. Rồi, còn vườn nho bên đây vẫn còn xanh. Đấy, và vườn nho rất là dưới kia nữa. Hôm nay có cái xe để mình sửa sang một chút. Quý vị và các bạn ạ. Hôm nay thì Xuân Tùng sẽ dẫn quý vị và các bạn đi thăm cái vườn nho mà sắp được thu hoạch nhé. Đây. Đấy, farm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đấy, cho khoảng một tuần nữa thì chúng ta có thể thu hoạch nho. Đây, đây là cái đã phát cỏ này. Cái bạt này hôm qua thì Hà Nội mưa lớn. Đấy, nên là chỗ này vẫn chưa khô các bạn ạ. Cái chùm nho đây. Một số gia đình và các em bé đi chụp ảnh với nhau. Đấy, cái chùm nho đã. Con này nó đòi bạt nho để ăn bên này. Ồ. Chưa được bạt con nhá. Đây. Cái chùm nho đã chuyển sang màu đỏ rồi ạ. Nho ngọc trai đen một sẽ chuyển sang màu đen là chúng ta có thể thu hoạch nhá, chỉ một tuần nữa thôi. Đây. Cái chùm nho có những cái chùm nó chín đỏ khá là mỏng luôn này. Đây. Ồ. Đây, những cái chùm nho quả. Đó, đã chín hầu đã đỏ rồi đấy, chuyển sang màu đỏ rồi đấy. Đây. Đấy, hôm nay buổi chiều râm mát thì ngày mai quý vị các bạn có thể đã tới đây đi hái nho. À, hôm nay trời râm mát thì quý vị các bạn có thể tới đây để tham quan và chụp ảnh. Đó, các em bé đâu? Đã sẵn sàng chụp ảnh chưa? Đấy, vườn nho trên đây đã đổi màu rồi các bạn ạ. Đấy, vườn nho này sẽ được thu hoạch đầu tiên các bạn nhé. Đây to chưa? Đâu, hơn ngón tay rồi đấy. Ồ, hơn ngón tay cái rồi. Đây. Đây các bạn. Có những chùm nho khá là dài rồi. Để xem nào. Ô, chùm nho đây. Con gì nó cắn đây? Thấy cái vết răng này quen quen quá. Chắc là bạn dài đuôi đây. Đó. Đã thưởng thức nho trước mình luôn này. Chùm nho này khá to và dài rồi đấy. Vườn nho này rộng dài ra tút đằng kia nhá. Đây. Chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ được tham quan chụp ảnh với những vườn nho xinh tươi như thế này. Jimmy đã lót sắt bạt rồi. Đấy, ngày mai mà cô giáo thoáng mát là mọi người có thể vào đây. Như chỗ này là sạch sẽ này. Đấy, chúng nhà đây thích chưa? Chưa, nhìn ngon quá này. Ngon vậy thôi nhưng phải một tuần nữa mới ăn được quý vị các bạn nhá. Chùm này mau quả quá này. Đây. Nho xinh đây. Bạn nho đấy. Đây, chùm nho dài chưa? Nhưng mà không có được bạt. Đây là, quay đây mẹ cho. Những cái chùm đỏ mọng đã bắt đầu buông xuống rồi đấy.
có thể nhìn thấy. Đây, trái này đã chuyển sang màu đen rồi này. Đấy. Đây là trái thấp, từ người thấp này. Nào con động vào nào. Con để tay vào chúng nhau ấy. Con bật đi nha. Ồ đúng rồi được. Ý yếu tệ. Ồ. Quả đâu? Con giơ tay chỉ quả con này, chỉ quả. Ơ chỉ quả. Tay kia. Chỉ tay đó. Nào đổi tay, con chỉ quả con nào. Nào bơ vặt nào. Quả đâu? Ồ con chỉ quả thôi. Quả ngon đâu. Đấy đúng rồi, giỏi quá, biết chỉ quả luôn. Đâu con chỉ quả đi. Chị ơi, chị, em nhờ một tí. Con chỉ quả sao đi. Sao cho bạn kìa. Sao con gái sao, em ơi Tú ơi. Nghe bạn nghe điện thoại rồi, đợi chút. Con chỉ quả đi. Sao con sao. Con chỉ quả đi. Em nhờ anh đứng ở đây để em ra đây. Sợ rồi. Tôi làm gì đâu. Đây các bạn đi hay nhau đây. Rồi xin hẹn quý vị và các bạn cuối tuần này sẽ tới tham quan và chụp với vườn nho ban bắt đầu chín nhá. Đấy mọi người có thể chụp ảnh ở đây được rồi. Mình vẫn kết cái chùm nho bên đây. Nó chín mầm mỏng hết rồi kìa. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những ngày cuối tuần.